Thành Trung xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 1 tháng 10 trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, cơn bão số 10 đã đi vào đất liền các tỉnh miền Trung và gây thiệt hại nặng nề cho nơi đây. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung sáng sớm nay, bão số 10 đã làm 3 người chết, 35 người bị thương. Mưa bão cũng đã làm sập 23 nhà dân, hàng chục nghìn nhà bị tốc mái. Trở lại thời tiết các vùng, trong đêm nay và sáng ngày mai thì các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rải rác và nhiệt độ đêm nay giảm nhẹ phổ biến từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực vùng núi thấp hơn vào khoảng từ 17 cho đến 19 độ. Và ngày mai thì ở khu vực Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên và ở mức từ 27 đến 29 độ. Tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu. Lùi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, khu vực sẽ có mưa vừa mưa to và nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Sáng ngày mai thì mưa giảm, tuy nhiên thì trời vẫn nhiều mây và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực nên sẽ có mưa rông, một số nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn rông bà con cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất ngày mai trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Thưa quý vị và bà con, Đời gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh trở lại nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông sẽ tăng lên và nhiệt độ giảm nhẹ phổ biến từ 27 đến 29 độ. Đối với các tỉnh khu vực Nam Bộ thì mưa rông chủ yếu tập trung vào chiều tối với diện mưa rải rác. Trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh nên nhiệt độ cao nhất chỉ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Thưa quý vị và bà con, ruộng lúa thu đông của bà con đồng bằng sông Cửu Long đang bị dịch dày nâu gây hại trên diện rộng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, hiện nay thì nông dân trong tỉnh đang dồn sức chăm sóc, diệt trừ sâu bệnh trên lúa vụ thu đông 2013 để bảo đảm năng suất thu hoạch trên 156.000 ha lúa đã xuống giống. Dây nâu là một trong vài loài dịch hại nguy hiểm số 1 trên cây lúa ở nước ta hiện nay. Cả trưởng thành và dây non đều tập trung ở phần gốc thân cây lúa để hút nhựa, nếu một số cao có thể gây hiện tượng cháy dày ngoài gây hại trực tiếp thì dày nâu còn làm môi giới truyền bệnh vàng lùn lùn sân lá một bệnh cực kỳ nguy hiểm cho cây lúa để phòng trừ và giảm thiểu tối đa thiệt hại bà con nên sử dụng những phương pháp như sau dùng giống kháng dày tùy theo tình hình thực tế thời vụ đất đai tập quán và trình độ canh tác khả năng đầu tư thâm canh của từng địa phương mà chọn giống kháng cho phù hợp không gieo xạ quá dày, chỉ nên xạ từ 100 đến 120 kg giống trên 1 hecta, gieo xạ đồng loạt và tập trung trên từng cánh đồng, khu đồng, cung cấp nước vào ruộng với độ cao thích hợp để hạn chế dày trích hút và truyền bệnh vàng lùn lùn xoắn lá cho cây lúa non ở đầu vụ. Bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, tốt nhất là bón theo bảng so màu lá lúa để cây lúa khỏe có sức chống đỡ với sâu so bệnh kiểm tra dụng lúa thường xuyên để phát hiện sớm và phun xịt thuốc trừ dày kịp thời để phòng ngừa bệnh vàng lùn lùn xoắn lá. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho thời tiết các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 19 đến 22 độ, có nơi từ 16 đến 18 độ và cao nhất sẽ phổ biến từ 28 cho đến 31 độ, độ trung bình từ 75 đến 80%. Khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc khu vực này cấp 2, cấp 3, nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi từ 17 đến 19 độ, còn cao nhất sẽ phổ biến từ 26 đến 29 độ, đầm từ 75 đến 85%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 21 đến 24 độ còn cao nhất sẽ phổ biến từ 26 đến 29 độ, đậm từ 85 đến 90%. Tiếp theo đến với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến khu vực Bình Thuận, trời nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông thì cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 22 đến 25 độ, còn cao nhất sẽ phổ biến từ 27 đến 30 độ, đậm trung bình từ 80 đến 85%. Đến với khu vực Tây Nguyên, khu vực này trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam khu vực này cấp 2, cấp 3, nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 19 đến 22 độ, còn cao nhất sẽ phổ biến từ 26 đến 29 độ, độ trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 24 đến 32 độ, độ trung bình từ 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.